Hey, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình Long tại đây và hôm nay mình sẽ phá đảo game của bạn Granny. Tất cả các chế độ practice nè, chế độ easy, chế độ normal, chế độ hot là chế độ extreme nè. Thì mình sẽ phá đảo toàn bộ 5 chế độ này. Nhưng mà mình sẽ phá đảo chỉ trong một ngày duy nhất thôi. Nghĩa là mình sẽ không bị mất cái mạng nào hết trơn á. Mình sẽ phá đảo hết 5 chế độ này mà không mất mạng nào, từ chế độ dễ nhất đến chế độ khó nhất. Thì nếu các bạn thích video này, các bạn để cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình nha. Và đừng quên ấn cái chuông để nhận thông báo mới từ kênh nha. Thì ok, thì mình xin bắt đầu rồi. Mình sẽ chơi chế độ practice, là chế độ Brandy không có nhà. Mình sẽ tua nhanh cái chế độ practice này cho các bạn xem. Tại vì Brandy không có nhà nên không có gì gọi là thú vị hết, thì mình sẽ tua nhanh nha. Ok, mình đã phá đảo chế độ practice rồi nha các bạn. Trời ơi, bà Rani không có nhà, dễ hay là dễ luôn, cứ đi lòng vòng khỏi quan tâm tới cái gì hết trơn á. Thì chúng ta đến chế độ tiếp theo, đó chính là chế độ dễ. Ok, chế độ dễ thôi, mình sẽ không tua nhanh đâu nha. Ok, đây là chế độ dễ. Thì chế độ dễ bà Rani bà có ở nhà nha các bạn. Ok, thì nhưng mà bà đi khá là chậm luôn. Mình sẽ đi như bình thường thôi. Với lại cái sàn nó không có kêu tiếng động khi mình đi lên nha các bạn. Ok, mình sẽ lấy cái chìa khóa này rồi mình sẽ đi xuống dưới mình bắn thôi. Ôi dồi ôi, bà Rani bà đi chậm như rùa vậy, bà không làm gì được mình đâu. Ok. Ok rồi đấy. Yay, không trượt phát lào luôn. Ok ok, lẹ thôi. Rồi trái dưa hấu nè. Ok, mình sẽ lấy trái dưa hấu này mình chặt nó ra. Rồi không phải để ăn nha, mình trong đây có chìa khóa đó, ăn vô mắt hỏng chết vậy nè. Ôi bà đang đi, chắc bà đang đi xuống đấy. Không sao đâu, mình không cần phải sợ đâu. Gặp bà thì mình cứ chạy thôi, có gì đâu phải sợ. Trời ơi bà đang đi, bà làm gì được cháu đâu. Ôi mắc kẹt. Ok, trời ơi, đi thoải mái thôi, không cần gì phải sợ hết. Ok, có chìa khóa rồi. Thôi, mình không có chờ bà Rani đâu. Bà chậm như rùa vậy á. Mình chờ tới đây chắc mình chết tới đây luôn rồi. Trời, bà đi chậm lắm các bạn ơi. Bà Rani, ơi, bà chưa xuống luôn á. Lâu quá cái trưởng luôn, bà chậm quá, bà chậm quá. Ok, lấy cái này luôn. Ok, mình nghĩ bà Rani bà đang ở gần đây. Mình sẽ dụ bà vô. An toàn là trên hết, an toàn là trên hết. Cho dù có lâu cái nào. Ok, phải chờ bà thôi. Trời ơi, bà chậm như rùa gì đó. Bà lề mề quá, bà Rani ơi, bà lề mề quá. Cháu đi đây. Trời ơi, mở cái cửa còn không xong nữa. Ok, cửa này thôi, mình lên lầu thôi. Ôi, bà làm cả buổi gì á. Lề mề quá bà ơi, bà già bà. Bà lâm cẩm mà chậm chạp quá bà ơi. Ok, phi vô liền luôn, mình không cần phải sợ gì hết. Đấy. Ok. Ok. Ok, xuống thôi. Trời ơi, bà làm gì được cháu đâu bà Rani. Bà quá chậm chạp đối với cháu đi mà. Bà Rani ơi, bà chậm quá bà Rani. Ôi trời ơi, phải dụ bà xuống nè. Nhưng mà vậy là hơi lâu rồi nha. Nhưng an toàn là trên hết, an toàn là trên hết, đúng không bà Rani? An toàn là trên hết. Cháu phi lên một cái, một cái bà quất cái gãy hết nguyên cái hàm răng. Trời ơi, mày mốt cháu không còn răng để ăn cháu luôn á bà Rani. Ok, bye bye bà Rani nha. Trời, bà ngủ dưới đó luôn đi bà Rani. Ok, mình đã thắng rồi. Chế độ dễ nha các bạn, còn ok. Bây giờ chúng ta tiếp tục tới chế độ bình thường nha.
Ok, đây là bà Rani ở chế độ bình thường. Thì bà Rani ở chế độ bình thường, bà Rani đã trở nên khá là nhanh nhẹn luôn. Nhưng mà bà Rani không có thể nào chạy lại mình đâu. Mình quá nhanh đi mà. Với lại mình đi lên cái sàn nó ra tiếng động. Ok, vẫn là chiến thuật cũ, sẽ làm như thế này. Ok, nhưng mà lần này mình sẽ không kiểu mà mình lấy cái này xong mình đi xuống luôn, mà mình sẽ lên bắn bà Rani cho nó an toàn chút. Bà Rani lần này nó bả nhanh hơn chút. Brani. Cái gì? Ok, bà tới rồi. Trời, cháu là rát cậu họng luôn mà mới tới. Ok, ít ra bà nhanh hơn hồi nãy. Lần sau bà rút kinh nghiệm, bà đi tập thể dục, bà lẹ hơn nha. Trời, Brani, bà lẹ hơn cháu được không? Ok, bây giờ á, mình sẽ bắn vào đây. Pew. Ok, ok, mở thôi. Để bây giờ mình sẽ cài mật mã, mình sẽ dùng cái mật mã này. Ok, nhưng vẫn chưa đến lúc, mình sẽ lấy cái dưa hấu luôn, lát hồi khỏi vô lấy nữa. Ok rồi, để dưa hấu đây, dưa hấu đây. Ok, dưa hấu, các bạn biết dưa hấu dùng để làm gì rồi đó nha, ăn vô ị chảy á. Ị chảy á các bạn. Trời ơi, hồi đó bà Rani bà ị chảy do ăn dưa hấu á. Các bạn không nên ăn nha. Các bạn hãy dùng cái này nè, để chặt ra. Ok, bà Rani bà đang ở đâu đó, lạc trôi vùng trời nè. Bà Rani, cái quái gì vậy? Sao bà lạc trôi ở đó? Cháu hỏi bà đang lạc trôi ở đâu. Ok, không sao hết. Trời ơi, bà Rani bà chạy lẹ hơn chút, nhưng mà chân của bà không bằng chân của mình đâu. Bà vẫn chậm mà, vẫn chậm đối với mình à. Ok, ok, cháu đi đây. Trời, cái chiêu này bà không bao giờ biết hết trơn á. Ok, mở này luôn. Mở luôn xong mình làm này luôn. Ok, bây giờ còn gì nữa ta? Ok, còn có mật khẩu kìa. Ok, bắt cuộc. Ít, trời ơi. Trời, hay dữ. Phải dụ bả nữa nè. Bả đang ở trên chợn luôn, chắc chắn luôn các bạn. Bả đang ở trên chợn đấy. Đẩy qua đi. Xong luồn qua. Ờ ơi, bà Rani không biết gì hết trơn á. Cháu đi qua một cách nhẹ nhàng luôn mà không biết gì hết trơn á trời. Ok, mở này rồi. Mình sẽ đi lấy cái này. Mình quay, quay tay. À lộn, quay giếng, mình sẽ quay giếng. Quay giếng nha các bạn. Ok, mình nghĩ bà Granny bà đang ở ngoài. An toàn là tốt nhất. An toàn là tốt nhất, mình sẽ dụ bà Granny qua đây. Rồi đó, ok. Ok, ok. Cháu đi đây. Ôi, quất. Xếp chết, xếp đai rồi. Rồi bà Rani, bà đi chậm mà. Có gì đâu phải sợ. Phải không bà Rani? Có gì đâu phải sợ. Hey, bà đừng có lên đây nha. Cháu lên đây có chút chuyện chút. Bà đừng có làm phiền cháu. Ông nghĩ bà đi xuống đi. Bà đi xuống dưới luôn đi. Đừng có làm phiền cháu. Ok, ok. Đây, đúng rồi. Nhanh lọn lẹ luôn. Hello bà Rani. Đi xuống luôn. Đi xuống luôn. Để. Rồi, để dưới đây nữa. Ờ, rồi xong luôn. Ok. Barani ơi, Barani ô, oh, Barani ơi, Barani ô, oh, ô, oh, ô, oh, ô oh. Ok, vẫn còn cái này. Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi. Bà Rani ơi, bà đâu rồi? Bà Rani. Yay. Ôi trời ơi, mình xém đai rồi các bạn ơi. Mình xém chết rồi, rồi ơi. Nhưng mình vẫn thắng rồi. Vậy thì chúng ta đến với chế độ tiếp theo nha. Chính là chế độ khó. Ok, đây là bà Rani ở chế độ khó. Thì bà Rani bị mình chơi chạy chậm nhiều quá, nên bà Rani đã tập thể dục, nên bà Rani bây giờ bà chạy nhanh hơn nhiều luôn các bạn.
À không, chạy nhanh thêm có chút một, không có nhiều đâu. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái này thôi. Vẫn là chiến thuật cũ nha. Vẫn chiến thuật như cũ. Chiến thuật của mình là an toàn nhất luôn. Đổi chiến thuật khác là không được ok đâu. Để mình sẽ đứng đây chờ Brandy. Brandy. Để. Rồi. Có 30 giây thôi à các bạn ơi. Hình như là mình cần phải lấy cái đồ xong mình chui xuống hầm. Xong rồi mình sẽ dụ Brandy tiếp, tại vì lúc đó đó là Brandy bắt spawn lại rồi. Ok. Rồi đấy. Bây giờ mình chui xuống cái đường hầm đó đây. Brandy bắt spawn khá là nhanh luôn, có 30 giây thôi à. Ok. Mình sẽ triệu hồi bà Granny, mình sẽ quăng đồ liên tục là mình sẽ triệu hồi được bà Granny liền luôn đấy các bạn. Rất hay luôn đấy. Ấy, các bạn thấy gì chưa? Trời ơi, mình nói đúng mà, mình triệu hồi được bà Granny mà các bạn không tin hả? Ok, bây giờ á, bà Granny ở đằng kia mình sẽ tận dụng hết thời gian để mình làm ba cái này cho lẹ tí. Ok rồi đấy, bây giờ mình sẽ đi vào, mình vặn cái giếng. Ok, bà Annie sẽ đi vô. Mình sẽ dụ bà Annie tới tận đây luôn. Ok. Ý, trời ơi, bà Annie dễ dụ quá đi mà. Rồi, hành động thôi. Rồi. Đó, ok rồi đó. Mình sẽ lẻn lên này. Ôi, bà Annie thấy mình rồi, bà Annie thấy mình rồi. Ôi, trời. Bà đừng có lên làm phiền cháu giùm cái coi. Cháu có việc cần làm trên đây nè. Ok. Rồi. Trời, bà đi lên. Ôi dồi ôi, bà đi lên rồi. Ok, không sao, mình đi xuống, bà lên, cháu đi xuống thôi, có gì đâu. Bà dễ gì bắt được cháu đâu, bà đi. Ok, giờ phải dụ bả thôi. Ê, bà Rani ơi, hello. Hello. Thôi kệ. Ê, mình quên lấy cái kia rồi, mình quên cắt dây điện dưới kia rồi. Ok, mình cứ cầm cục pin đã vậy đi. Xong mình sẽ cắt sợi dây kia sau. Hồi nãy mình dụ bà Rani, mình quên cắt sợi dây rồi. Ôi trời ơi, mất thời gian quá. Ok, phải chạy thôi. Ok, bây giờ mình phải dụ Brandy nữa rồi. Trời ơi, tối nay dụ tới dụ lui mệt quá đi à. Ơi, Brandy ơi, bà cho cháu yên được không? Ok, bà vô đó đi. Mình lỡ quăng cái kiềm cắt dây điện ở đằng kia rồi. Nó ở đây nè các bạn, trời ơi. Phải dụ bà đi lần nữa. Thôi. Ok rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới, mình cắt cái dây điện ở dưới đây. Trời. Ê, trời, bà đi phải đặt bẫy gấu đây nè. Trời ơi, bà Rani dễ gì lừa được mình. Mình biết hết ba cái chiêu trò của bà Rani rồi. Mình không dễ thể nào mà bị dính bẫy nữa đâu. Trời ơi. Để trần dần ở đó ai chả thấy. Ôi. Đặt bẫy cũng ngu nữa bà Rani ơi. Ôi rồi. Ôi ơi. Mình lỡ quăng cái kìa bên kia mình biết mình trốn đá luôn. Trốn đây luôn nên mà đi không có đi qua bên kia thấy mình. Ok, bây giờ chỉ còn cái thôi. Còn cái dưa hấu. Nãy giờ để ở đây nè. Ok. Mình đã dụ bà Rani qua bên kia rồi. Bây giờ mình có thể yên tâm đi qua cái chỗ ở sân sau để mình có thể chặt cái dưa hấu ra. Để chặt để lấy cái chìa khóa chứ không phải để ăn nha. Mình biết rồi. Ok. Vô thôi. Đấy, rồi. Chìa khóa xanh, biết rồi, biết rồi. Bây giờ mình hãy dụ bà Rani qua đây. Ok.
yes. Làm thôi, làm lẻ thôi, làm thế thôi. Ok, lẻ thôi. Yay. Ôi. Mình đã thắng chế độ khó rồi các bạn ơi. Và Ni vẫn không thể nào đánh được mình. Vẫn chưa đánh được mình cái nào hết trơn á. Vậy thì chúng ta đến chế độ tiếp theo, chính là chế độ Extreme, chế độ khó nhất trong game. Ok, đây là chế độ khó nhất của cho Granny. Ok, ban đầu chúng ta sẽ lấy cái bình này, chúng ta sẽ đánh lạc hướng bà Granny. Tại vì mình đến đây sẽ gây ra tiếng động, mình sẽ quăng xuống. Đây. Ok, đóng cửa cho an toàn coi. Ở đây có cái chìa khóa. Ok, thì game này vẫn như chiến thuật cũ nha các bạn. Mình vẫn làm như cũ. Nhưng mà không, vẫn không như cũ đâu. Cái này nó sẽ khác chút nha các bạn. Khác chút nha. Thì đây chính là chế độ Extreme, chế độ khó nhất. Barani. Ok, lấy thôi. Bây giờ mình sẽ đi ra đây, mình bắn cái vèo luôn. Mình vừa đi vừa bắn luôn nè. Piu. Trời ơi, không trượt phát lào luôn. Rồi ơi, quá chuẩn luôn các bạn ơi, quá chuẩn luôn. Ok, cục pin. Rồi, cái tu viết. Giờ mình phải phi thật nhanh vào đây. Nếu không mình ở ngoài đây nữa là bà Ni bà xuất hiện lại đó. Bà sẽ có 15 giây thôi à. Ok. Giờ phải vặn bốn cái con ốc này ra. Có cái cầu dao bên đây nè. Đấy. Ok. Giờ mình sẽ quăng cái này ở đây, đánh lạc hướng bà Ni đi vô sâu bên trong. Ok. Rồi bà nhanh như là flash luôn các bạn ơi. Bà khá là nhanh luôn. Ôi. Cái này là mình không chạy lại bả đâu. Bả nhìn thấy mình cái là xác định luôn rồi. Không thể nào mà chạy lại bả đâu. Chế độ này mình tốt nhất là đừng để bả thấy mình được rồi. Đừng cho bả nhìn thấy mình. Ê. Ôi dồi ôi. Mình tính toán ra rồi. Mình tính toán hết trơn rồi. Ok. Giờ phải bắn cho chuẩn thôi. Pew. Yay. Rồi, lẹ thôi. Mở cửa ra, ok. Giờ mình phải đánh lạc hướng bà Ni vô trong đây. Ôi dồi ôi, ôi. Ôi, đánh lạc hướng sai chỗ rồi. Ôi, no. Đánh lạc hướng bà Ni xuống đây. Oh, no, cái này rớt xuống dưới rồi. Trời, thôi phải nấp thôi, lát hồi mình lấy lại cũng được. 2000 years later. Ủa? Sao bà Rani bả lâu dữ vậy trời? Mình chờ nãy giờ luôn không thấy bà Rani đâu hết trơn ấy. Ồ chắc không sao đâu, mình có thể xuống dưới đây mình lấy lại cái này. Ê. Ok. Giờ mình sẽ đẩy cái này qua, xong mình sẽ vô bên trong đây, núp cho nó an toàn chút. Núp sâu vô. Ok rồi đấy. Mình đứng đây mình chờ thôi. Ok. Trời ơi bà Rani ơi, bà đáng yêu quá. Làm có chút thôi bà bị dụ liền à. Ok. Trời ơi, đặt có 7 gấu cũng ngu nữa. Bây giờ á, chúng ta phải mở này ra, rồi đi xuống dưới đây. Mình phải dụ bà nữa cho nó an toàn. An toàn là trên hết các bạn ơi. An toàn là trên hết đấy. Ôi bà nhanh quá. Trời ơi bà nhanh như quỷ vậy các bạn ơi. Quá nhanh luôn mà. Ok phải lẹ. Cái này phải lẹ nè. Để phải chạy thật nhanh vào trong đây. Nếu không mình ăn hành sắp mặt lợn luôn à. Ê. Gắn vào. Rồi đó. Ok, bây giờ á, chúng ta phải nhảy qua đây. Ok, bây giờ á, mình phải gỡ cái miếng gỗ trên cửa ra. Gỡ nhẹ nhàng. Ôi trời ơi, quá nhẹ nhàng gây ra tiếng động luôn rồi, bà Ni bà đang tới đến nơi nè. Trời ơi, sắp đi đai rồi, đừng có đau giùm cái coi. Mình đã hứa với các bạn là mình sẽ không mất mạng nào mà. Ôi, xém té lầu rồi. Nhưng mà không sao, cái điều này cũng khá là lợi ích luôn ấy. Làm vậy là bà Ni bà suy xuống dưới luôn á.
ok, lẹ 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 rồi đó. Ok, chui vô, chui vô không có sâu anh em cũng có thể đánh được mình nha các bạn. Trời ơi, rất là buồn luôn. Ok, bây giờ mình rút kinh nghiệm, mình sẽ không quên mấy cái này nữa, mình sẽ không quên cắt dây điện nữa. Mình sẽ đẩy qua đây. Ok rồi đấy. Và anh em sẽ đi vô và mình sẽ cắt đây luôn. Mỗi lần vụ anh em mình bị liệu mình đi lên luôn à. Ok, giờ còn cái dây hấu nữa. Dây hấu mình vẫn còn để bên kia thôi. Mình nhảy qua đây. Rồi mình sẽ dụ bà Rani vô đây. Rồi xong mình đi xuống đây. Quá hợp lý. Quá hợp lý phải không nào. Ok, lấy được cái trái dưa hấu rồi. Bây giờ mình nghĩ bà Rani đang đến đây rồi đấy. Ok, mình sẽ dụ theo kiểu này, nó an toàn hơn với lại hiệu quả hơn. Mình sẽ núp đây luôn, mình sẽ không dụ kiểu kia nữa. Đôi khi bà Rani bà bị lát á, bà bị kẹt ở chỗ nào đó đó, bà không đi xuống được. Bà Rani, bà xuống chưa? Đừng nói bà bị lát nha, bà Rani. Ok, bà xuống rồi. Ok, giờ phải lên lẹ thôi. Ôi yeah, mình có chìa khóa xanh rồi. Chìa khóa đỏ thì vẫn nằm trong cái chỗ kia. Ok, chìa khóa đỏ nằm đây. Mình sẽ mở này ra xong mình sẽ mở chìa khóa này ra xong mình sẽ chuông vô đây. Mình không có nhanh đến mức mà mở cái này xong rồi mình chạy ra chỗ kia xong mình lấy cái chìa khóa rồi mở ra đâu. Trời ơi, bả nhanh như The Flash vậy á, là không lại bả đâu. Thì ok, giờ phải lấy cái chìa khóa này, nhưng mà đợi sau đi, mình sẽ dụ bả vô nữa, lấy không kịp nó đâu. Mình sẽ dụ bả bằng cái chìa khóa này luôn. Ok, bỏ hết đồ đây luôn. Mình sẽ lấy cái chìa khóa đỏ, mình kết thúc hết luôn. Ok, yay. Ôi ôi, mình không mất mạng nào luôn các bạn ơi. Yay. Vậy là mình đã thắng tất cả các chế độ của bà Rani mà không mất một mạng nào luôn. Wow, từ chế độ thực hành, chế độ dễ, chế độ bình thường, chế độ khó là chế độ cực khó luôn, mà đã thắng hết toàn bộ mà không mất cái mạng nào hết. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy thích video này, các bạn nhảy cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên ấn cái chuông để nhận thông báo mới từ kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại. It's delicious.